Lạy Chúa, đẹp thay những bước chân rao giảng tin mừng, làm chứng cho Chúa qua những biến cố và sự kiện mà con thấy mỗi ngày. Vì thế, là người Kitô hữu, con không thể ngồi yên hay làm ngơ trước những đau khổ của người anh em. Xin cho con đến với họ, chia sẻ những gì con có. Đó là lúc con làm chứng cho Chúa. Đã thấy hoàn cảnh của gia đình thực sự là một gia đình quá khó khăn mà vướng phải một cái ách trong ngày hôm nay như thế này. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Linh Mục Nguyễn Sang có đôi lời để nói chuyện với lại gia đình cũng như là bản thân của người thanh niên đã bị rắn cắn. Thưa anh em và kính thưa quý ông bà anh chị em, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo là một chương trình giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và ranh giới, làm việc với phương châm đó là yêu thương, hy sinh và phục vụ. Và trong những năm tháng qua, những cái công việc chính của chương trình đã làm đó là xây nhà tình thương, một mắt cườm, phát tặng những chiếc xe lăn, những suất học bổng cho những học sinh nghèo v.v. Và hàng tháng trên những cái chuyến công tác cứu trợ cho những người nghèo ở vùng sâu vùng xa qua những ký gạo, mì gói, những cái nhu cầu thực phẩm dùng trong hàng ngày. Và bên cạnh đó thì chương trình vẫn cố gắng giúp đỡ cho những cái trường hợp khẩn thiết, chẳng hạn như là bệnh tật. Và hôm nay chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã giúp đỡ cho anh Toàn ở đây. Cái trường hợp của anh đó là bị rắn cắn. Thì anh là một người không cùng tôn giáo, anh đã đến nhà thờ và đã gặp tôi để xin giúp đỡ cho cái tình trạng của anh. Thì hiện tại anh đã vừa mổ xong, chúng tôi đã đến thăm tại bệnh viện và đã giúp đỡ cho cái tiền viện phí cho anh, và sau đó chúng tôi đưa về nhà. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi ngắn để chúng ta hiểu thêm về cái hoàn cảnh của anh. Thưa với bà là mẹ của anh Toàn phải không ạ? Thưa bà, như vậy thì bà sống ở đây được bao lâu ạ? Dạ, hồi 64 tới giờ, ở nhà mướn không? Ở nhà mướn không? Dạ. Dạ, thưa với bà là bây giờ hiện tại gia đình thì ông nhà còn đúng không? Dạ, chết 3-4 năm nay. Vâng. Dạ. Ông nhà là mất 3-4 năm nay. Hiện nay bà còn được mấy người con thưa bà? Dạ, hai thằng với đứa con gái. Dạ. Mấy anh em đó thì hiện nay có gia đình chưa ạ? Con nhỏ, con gái ở chung đó, còn con trai ở bên đây. Dạ. Dạ. Toàn là nó thứ anh bảy. Toàn. Dạ. Anh Toàn là người con thứ bảy. Dạ. Vâng. Thưa với bà là như vậy thì anh Toàn hiện nay có làm về cái gì để tự tạo được cuộc sống hay là như thế nào không thưa bà? Nó thì thường nó đi mần bánh mì cho người ta, mới về mấy bữa bị gắn tới nay. Vâng. Dạ. Cảm ơn bà. Dạ. Anh Toàn ơi,
Nếu như anh làm mần bánh mì như vậy thì có nghĩa là như thế nào? Anh có thể nói sơ về cái công việc của anh hàng ngày cũng như là trong tháng không anh Toàn nhỉ? Dạ. Kính thưa quý vị cũng như kính thưa các cô chú anh chị trong chương trình, thì bản thân tôi thì trước giờ nói chung có cái nghề đó là tự nuôi sống bản thân, đó là nghề làm bánh mì. Nói chung công việc làm thì nó cũng không có nhiều tiền lắm nhưng cũng đủ nuôi cho bản thân, thì cũng có dư được chút ít. Lâu lâu về quê thì cũng có cho ông bà già, cho mấy đứa cháu. Nhưng mà thỉnh thoảng thì đi thì lâu lâu mới có về một lần, thí dụ là có dịp dỗ ông nội hay là ông cha gì thì mới có về một lần, thỉnh thoảng là như vậy. Nó như lần này hôm mai là đi về đám dỗ ông nội thì bị rắn cắn đó, thì trong cái trường hợp bị rắn cắn thì nói chung là đó giờ bản thân thì ít có sống ở quê nhà, trường hợp mà xã giao qua lại thì nói chung cũng ít có bạn bè như những người ở cùng quê khác. Cho nên là khi mà bị xảy ra cái trường hợp rắn cắn là không có tiền để đi bệnh viện, mà gia đình thì nói chung là ông anh thì cũng có vợ có con, có ba đứa con, ảnh cũng lâu lo hoàn cảnh của ảnh là cũng chật vật lắm rồi. Và đứa em gái cũng vậy, nói chung nó cũng ở kế bên nó cũng khổ lắm. Cho nên là bước đầu bị rắn cắn thì nói chung là rất là muốn đi bệnh viện, nhưng mà ngặt cái là không có tiền, cho nên là nghe người ta chỉ đi ra ông thầy ở ngoài này là thầy thuốc nam á, hút thuốc nam gì đắp. Thì bước đầu cũng có đi ra hút thuốc nam gì đắp, đắp đâu được 10 ngày. 10 ngày khi mà được ngày thứ 10 thì đi trở ra ngoài để hút thuốc nam thì cái chân nó bị thối rồi, thịt nó thối lên là nó chảy mũ máu ra là thối rồi. Thì ông thầy nó mới kêu đi tới bệnh viện, thì lúc đó là chân đã bị thối mà bệnh thì càng ngày càng nặng mà tiền thì không có. Cho nên cũng ráng rồi chạy ra thêm một thầy rắn kế tiếp nữa, cũng nhờ người ta chỉ ra thêm một thầy rắn kế tiếp nữa. Chạy ra thầy rắn kia thì thầy rắn kia không có phải đắp thuốc mà là lấy thuốc về nhà để xong. Đó, lấy thuốc về nhà để nấu để xong, chùm mền xong. Xong vậy thời gian cũng không hết nữa. Tức là nói chung là giờ là ai thấy vết thương thì cũng nghĩ là như là không thể vượt qua được. Lúc đó mới nhờ nhiều người giới thiệu ra ông cha. Nói cha sang ngoài Tân Mỹ Tâm cũng thường hay làm việc thiện giúp người, mới chạy ra xin cha giúp. Quý vị cũng đã thực sự nghe những lời tâm huyết của anh Toàn. Có lẽ vì một cái sự tin tưởng nào đó ở nơi của Linh Mục Nguyễn Sang, mặc dù anh chưa biết Linh Mục Nguyễn Sang là ai, thế nhưng anh cũng nghĩ rằng, chỉ biết rằng ông đó là người làm việc từ thiện thì có lẽ may ra số phận của mình cũng sẽ được gửi gắm nơi ông Linh Mục này. Như vậy thì quay trở lại với vấn đề là thưa với anh Toàn là khi mà anh đến chỗ cái khu giáo xứ Ba Dòng, mà cứ gọi cái nơi mà gọi là trung tâm hành hương của cha Thánh Lựu đó, nơi đó là nơi mà ở của Linh Mục là Nguyễn Sang, thì anh đến đó anh có một cái sự hy vọng gì không thưa anh Toàn? Dạ có cũng nghe nhiều người giới thiệu đích thân là ông chú ruột đó. Ông chú ruột ông dẫn vô trong nhà thờ, thì lúc đó cha có không có gặp trực tiếp tôi, mà gặp ông chú là đưa cho ông chú 1 triệu bạc 1 triệu đồng, là đưa cha còn dặn là lấy 1 triệu đồng này làm lộ phí đi lên bệnh viện để điều trị. Thì khi mà vô khám bệnh lại từ bước đầu á, vô tới cái pha mà chấn thương chỉnh hình này á, thì cái người mà chịu trách nhiệm về vấn đề pha chấn thương chỉnh hình này, thì người đó lại nói là cái vết thương của anh là coi như là quá nặng, là bị thối rồi, cho nên là không còn khả năng để coi như là ghép da được nữa. Như là cái số tiền của anh á thì nó ít quá, là nếu mà ghép da thì cũng không đủ. Thôi bây giờ anh coi như là cưa chân đi, cưa chân nó vừa coi như là đủ cái số tiền của anh có, là nó vừa đủ mà lại là nó vừa nhanh gọn lẹ cho anh nữa. Thì tôi là cũng quyết định vậy, cho nên về tôi có điện thoại nói với cha. Thì cha nói là thì giờ tùy con thấy nếu mà làm sao phù hợp được thì con làm, chứ ở đây thì cha chỉ có giúp tiền thôi, chứ cha không có giúp bằng cái hình thức được. Thì nhắc ở đây hôm đó anh gọi điện thoại cho cha. Dạ. Thì anh nói rằng là bây giờ bệnh viện nó bảo là cưa. Dạ. Thì cha không có hiểu rằng là hôm nay là anh nói là cha mới hiểu là bệnh viện nó thấy anh có số tiền đó thôi. Dạ. Thì nó mới cưa. Nhưng mà nếu anh có tiền thì nó có mổ được cho anh không?
Dạ nó không không nó biết không nữa. Không biết nó không nói vấn đề đó. Dạ. Đó thì đối với cha thì cha có trao đổi qua điện thoại, có nghĩa là anh cố gắng làm sao hết mọi sức mình. Dạ. Ha. Dạ. Dù cưa hay không cưa thì cha vẫn giúp cho anh cái số tiền hoàn tất hết mọi cái. Dạ. Đó thì cha thấy cái trường hợp của anh á thì rất là tội nghiệp và đáng thương. Hôm đó thì anh có tới, thì cha trong đây cha cũng rất bận công việc, nhưng mà cha có trao tiếp xúc với ông chú đó. Thì cái bước đầu thì cha cứ giúp cho anh như vậy, nhưng mà sau khi cha lên cha thấy như thế này thì cha nói là những cái gì mà ai giúp đỡ anh được bao nhiêu, một phần còn lại là cha sẽ thanh toán giúp cho anh hết. Giúp phải giúp cho tới cùng. Thì tới cùng hôm nay là anh thấy là cha đến đó, rồi mọi cái thì thay vì phải thuê xe về thì thôi cha cũng chưa phải lo chở anh về luôn. Để cho một cái tốt đẹp, rồi sau này khi mà anh đi tái khám á, anh cần đi tái khám, nếu mà anh khi ngày nào tái khám anh phải báo cho cha biết. Cha sẽ sắp xếp cha đưa lên cho anh để anh tái khám. Nếu anh thấy cần thiết như vậy. Nha. Thì chương trình của cha đó thì giúp tất cả những cái hoàn cảnh nghèo, nhưng mà phải nói là bệnh tật như thế này đó là những cái cần thiết nhất. Thì thật sự là trong khả năng của cha, cha làm được cái gì thì cha làm. Cũng nhờ các thành viên trong chương trình Thác Vì Nghèo ở đây, rồi nhờ quý bạn chị em khắp nơi đó mua ủng hộ những chiếc CD thánh ca, thì có những cái nguồn đó mà cha mới giúp cho anh đó. Thì đối với anh thấy đó là khi chương trình giúp không phân biệt tôn giáo, dù có đạo hay không có đạo, điều đó không quan trọng. Quan trọng đó anh cần gì nơi cái chương trình thì chương trình sẽ giúp đỡ cho anh. Thì 10 ngày thuốc anh cứ uống hết 10 ngày thuốc đó. Rồi khi nào cần hết thuốc đó báo cho cha. Và cha sẽ mua thuốc đó từ Sài Gòn mang về đưa cho anh. Cho nên anh an tâm, không phải lo buồn phiền gì hết. Mình nhìn lại mình hơn người ta rất là nhiều, mình rất là hạnh phúc. Hạnh phúc thứ nhất là bây giờ may mắn ơn trên cho mình là mình không phải cưa cái chân. Cái thứ hai nữa là mình có người giúp đỡ cho mình. Thì mình thấy cái điều đó để mình thấy rằng mình rất là hạnh phúc. Còn biết bao nhiêu người thương mình thì chính vì cái đó mình phải cố gắng mình sống. Mình cố sống vui tươi lên để mà khi mình hết bệnh rồi mình cố gắng mình làm việc, mình sống cho cái bản thân của mình. Mình đi làm, mình có cái phương tiện mình sống. Còn nếu sau này mình dư nữa, mình nhớ đến những cái người khác, mình chia sẻ cho những người khác, vậy thôi. Bà ơi, cho hỏi thăm, sau khi mổ cái vết thương như vậy nè, bà thấy làm sao, thấy trong người của bà làm sao rồi? Hết lo chưa, hết buồn rồi phải không? Thấy bà cũng rất là tội nghiệp già cả rồi mà đi nuôi đứa con như thế này. Mà cũng may là mọi cái nó tốt đẹp. Thì bây giờ ở nhà thì có hai mẹ con ở đây thì cố gắng mà chăm sóc. Thì nãy giờ con cũng đã nói hết mọi cái, cần cái gì thì nói với con nha. Thì đây là cái số tiền con gửi để cho cái phần viện phí còn lại nha. Thì bà giữ ở đây để chi phí trả tiền những gì mượn của người ta. Rồi sau đó đó thì sắp tới như nói đó, uống thuốc hết thuốc rồi cha sẽ mua thuốc. Rồi khi cần đi khám bệnh mà lên Sài Gòn thì báo cho cha. Cha cho xe tới rước đưa lên trên đó. Nha. Chúng ta sẽ thấy khi anh bị rắn cắn là rắn cắn ở dưới cái chỗ này. Và khi cắn như vậy á thì nọc của nó sẽ dồn lên trên này. Và nó sẽ làm thúi thịt của anh. Thúi thịt cái khúc này. Từ dưới này lên đây, từ dưới này lên đây bị thúi. Rồi bác sĩ mới mổ lấy thịt ở đây. Rồi mới đắp cho ở đây. Đó. Thì cho nên bây giờ phải kiên cử trong việc ăn uống và hết sức là giữ gìn vệ sinh. Thưa với quý vị là cuộc trao đổi ngày hôm nay giữa Linh Mục Nguyễn Sang cùng với gia đình của anh Toàn. Chúng ta cũng đã biết được ít nhiều hoàn cảnh của gia đình anh Toàn. Vậy thì thưa với bà, khi mà bà nghe thấy bệnh viện nói rằng có những cái quyết định là nên cắt một cái chân tháo chi của anh Toàn thì bà nghĩ như thế nào? Tôi cũng rầu lắm, tôi dái đêm nào tôi cũng dái hết á. Dái mẹ hộ độ cho nó ghép cái chân được, cho nó lành, nó đi làm ăn. Hôm bữa anh báo cho cha xong đó, thì lúc đó là cha đang ở bên, cha đang ở nhà. Thì cha nghe cha rất là buồn là tại sao mình tốn tiền như vậy mà mình không giữ được cái chân. Thì cha mới dâng thánh lễ, cha có cầu nguyện. Cha mới nói là tại sao lại là một cái hoàn cảnh như vậy, rồi đáng thương, xin Chúa giúp cho anh làm sao là giữ được cái chân đó. Thì mấy tiếng đồng hồ sau đó thì anh gọi cho cha qua điện thoại. Anh nói bây giờ bệnh viện nói là không có mổ, không có cắt cái chân.
Rồi cha mừng, cha mừng, cha nghĩ cha mừng một chắc anh mừng cả ngàn lần như vậy. Thì cho nên anh thấy không, cái gì cũng vậy, mình sống trong cuộc đời mình có cái tâm, mình cầu nguyện, rồi mình những cái gì mình sống trong cuộc sống ngày mình sống tốt, thì mình dù mình có gặp những cái khó khăn như thế nào đấy, ơn trên sẽ giúp cho mình lướt qua đó. Thật sự là cái chương trình hồi xưa giờ nói chung tôi cũng chưa có biết đến. Nói chung là qua xảy ra cái lần này thì tôi mới biết được cái chương trình này, cũng như biết được cha và những người làm trong cái chương trình này. Thật sự là làm một việc coi như là rất là có ý nghĩa. Riêng bản thân tôi tự hứa với lòng sau khi mà tôi sẽ khắc phục lành bệnh rồi. Mặc dù tôi không phải là người của chương trình, nhưng mà tôi hứa với lòng, hứa với bản thân tôi sẽ làm một việc gì đó. Nói chung là có ích, là làm một việc gì nó có ích cho bản thân mà cũng như là có giúp ích được cho đời. Làm được một việc thiện gì đó để coi như là mình có thể chuộc lại cái lỗi lầm của mình, là bù đắp lại những cái việc mà xảy ra như ngày hôm nay. Một lần nữa thì tôi cũng coi như là thành thật cảm ơn cha, cũng như là cảm ơn những người coi như là làm trong chương trình. Thật là cảm ơn một sự coi như là một nỗi cảm ơn này thật sự là sâu sắc. Cũng như là cảm ơn hết tất cả những người mà trong cái thời gian vừa qua mà tôi đã bị coi như là bị tai nạn vậy đó, mà những người không phải là cha cũng như là không phải là người trong chương trình, mà có những người khác người ta cũng ủng hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Cho nên là tôi cũng nhân dịp này tôi cũng cảm ơn luôn, không biết nói gì hơn, coi như là chỉ biết là cảm ơn sâu sắc xin hết đó. Rất cảm ơn anh, chúc anh có những mau lành phục sức khỏe và có những cái cuộc đi lại. Cha với mấy chú mấy cô mà giúp cho con tôi. Ngồi xuống đi dạ rồi. Không sao. Cái việc giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn khi lúc ngặt nghèo như vậy đó là bổn phận trách nhiệm của mọi người, chứ không phải riêng bản thân của con hay là của các thành viên. Thì chúng ta trong cuộc sống mình làm được cái gì mình làm, mình giúp ai được cái gì mình giúp trong khả năng của mình mà thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta vừa nhìn thấy và chúng ta được lắng nghe sự chia sẻ cái hoàn cảnh rất khó khăn của anh Toàn. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi màn ảnh và có những cái sự chia sẻ trong những năm tháng qua để chương trình Thác Vì Người Nghèo có điều kiện ra đi để phục vụ cho những người anh em có hoàn cảnh khó khăn. Và hôm nay chúng tôi đến gia đình của anh Toàn thuộc tại ấp Me tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang. Sau khi chúng tôi đưa anh hai mẹ con từ bệnh viện trở về nhà, giờ đây cũng đã tối rồi, 7:15. Chúng tôi xin phép phải trở lại về Sài Gòn. Tôi thì phải trở về giáo xứ, các anh chị em đây cũng phải trở về để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai giúp đỡ cho 200 người bị bệnh ung thư tại bệnh viện tỉnh Đồng Nai. Và chương trình sắp tới chúng tôi sẽ có nhiều cái chương trình khác nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng và thông báo trên trang web của chúng tôi, đó là tienghacvinghoinghieu.net. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.